À, chào các bạn. Thì Đạt đã làm cái phần 1 của cái phần cách đọc sách như thế nào. Thì trong phần này Đạt sẽ nói về phần 2. Thực ra là cũng một thời gian khá là dài Đạt không có làm, tại vì cái lý do nhất là Đạt bận, cái thứ hai là Đạt hết hứng thú để làm cái này. Tại vì nhiều khi phải có hứng thì mới làm được. Tuy nhiên là gần đây thì Đạt có đang đọc một cái quyển gọi là cách đọc một quyển sách như thế nào. Thì Đạt cảm thấy là những cái điều mà Đạt nói, nghĩa là Đạt đã nghiệm ra trong quá trình mà Đạt đọc sách á, thì cái quyển sách này nó cũng nói rất là giống. Tuy nhiên là vì đây là một quyển sách cho nên là họ họ viết rất là đầy đủ. Thì khi mà họ viết đầy đủ như vậy thì Đạt thấy là có lẽ là mình nên làm thêm một chút, nói kỹ thêm một chút cách đọc một quyển sách như thế nào. Và để hy vọng là sẽ làm được nhiều cái video hơn, hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn về cách đọc sách. Tuy nhiên trong phần này thì Đạt chỉ giới thiệu một phần trong quyển sách mà Đạt nghĩ là hầu hết các bạn mà đang học, ví dụ như là từ lớp 12 trở lên hoặc từ lớp 9 trở lên, thì bắt đầu Đạt có thể là tiếp nhận cái kỹ năng này. Đó gọi là kỹ năng gọi là đọc lướt, gọi là skim trong trong tiếng Anh đó. Thì là tại sao mình lại cần cái kỹ năng đấy, thì nói như thế này đi. Sách thì nhiều nhưng mà thời gian thì ít, không phải như ngày xưa thì sách thì ít nhưng mà thời gian thì nhiều, bây giờ thì ngược lại. Vấn đề là mình làm sao để mình có thể đọc được một cuốn sách và mình có thể biết được cuốn sách đó tốt cho mình, và mình sẽ đọc quyển đấy mà không phải đọc những quyển khác. Thì mình cần phải coi thử là quyển sách đó nó phù hợp với mình hay không. Bây giờ ví dụ như Đạt có Kindle và Đạt mua quyển sách này, Cố Thẩm Lịch, Đạt rất thích quyển này cho nên là Đạt mua quyển này. Thì ví dụ như bây giờ Đạt muốn biết là quyển này mình đọc có cảm thấy là mình có nên đọc nó hay không, thì trước khi mà mua quyển sách đó, thì Kindle này sẽ cho mình đọc một số trang khoảng tầm 10% hoặc 5% gì đó quyển sách. Thì dựa vào như đó thôi mình Đạt có thể là biết được quyển sách này nó có thật sự là có lời cho mình hay không. Thì làm sao để mình có thể biết được là quyển sách này có lời cho mình hay không, thì như thế này. Thông thường một quyển sách ấy, nó sẽ có cái này là cái mục lục ha. Thì trong cái mục lục này nó sẽ nói về những cái vấn đề mà quyển sách nó nói tới. Nhưng mà khi mà các bạn vừa mới cầm quyển sách ấy, thì các bạn đừng đọc cái mục lục liền mà các bạn đọc cái này nè. Các bạn bấm cái này sẽ là cái preface á, đây nè, cái phần này. Cái phần này là cái phần mà có thể là ông tác giả cũng tự nói về ông, hoặc là người khác người ta sẽ nói giùm ông, nhưng hầu hết sẽ là người khác, người ta sẽ viết một cái nhận xét về quyển sách này giùm ông. Thì cái người đó là người ta đang viết cái review có thể quyển sách này nói về cái gì. Thì giả dụ khi mà mình muốn thực sự muốn biết là quyển sách này có phù hợp với mình hay không, mình đọc cái preface trước, hoặc là trong sách tiếng Việt nó sẽ là cái phần lời ngỏ hay là giới thiệu gì đấy. Thì các bạn cần phải đọc cho kỹ cái phần preface hoặc là cái lời ngỏ này để các bạn hiểu được là ví dụ cái trong phần preface này nó rõ là ai cần phải đọc quyển sách này chẳng hạn, hoặc là nó sẽ nói là có thể mình có phù hợp với lại cái quyển sách này hay không, và sau đó là đưa thêm một số thông tin nữa mà để mình tiếp tục mình đọc quyển sách này. Tiếp theo là mình sẽ quay lên sau khi mình đọc xong cái phần preface, cái phần giới thiệu, mình thấy quyển sách này có phải là phù hợp nhưng mình chưa chắc, thì bây giờ mình sẽ quay lên phía trên, mình sẽ đọc cái table of content này, là cái mục lục. Thì khi mình đọc cái mục lục mình sẽ thấy được là bây giờ dễ dụ ha, để coi thử cái phần này đi. Phần quyển sách này dạy mình cách viết code làm sao cho nó hay và cách trình bày code, cách thiết kế một phần mềm. Thì trong đó Đạt thích cái phần là tên biến chẳng hạn. Thì thấy, cái thằng này nó có nói về biến này đó, nó nói về cái cách khai báo như thế nào, cái quy tắc để mình khởi tạo cái biến như thế nào, cái scope nó như thế nào, và rất là nhiều thứ liên quan tới cái biến. Thì đã nghĩa là quyển sách này là có thể là phù hợp với mình rồi đấy. Và nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể cùng thêm một tí nữa để mà coi hết tất cả những cái mục mà trong quyển sách này có thể nói tới. Thì khi mà mình xem vào những mục đó, giả dụ mình thấy có cái refactor này, trong khi mình rất là thích cái refactoring này mà mình không biết là mình làm như thế nào cho nó hiệu quả, thì tại sao mình không đọc quyển sách này? Thì mình thấy là quyển sách này là cách chứa những cái điểm mà mình cần. Sau khi mà mình kiểm tra xong cái mục lục này á, thì mình sẽ chạy xuống bên dưới, mình coi nó sẽ có một thứ gọi là index.
Trong những quyển sách tiếng Anh lúc nào nó cũng có cái index phía sau, nhưng mà sách tiếng Việt thì tùy quyển, cái quyển coi quyển không. Index này là cái gì thì trong phần trước Đạt cũng đã nói rồi, mà lần này Đạt nói thêm một lần nữa, thì cái index này bản chất là nó là những cái cụm từ khóa. Ví dụ như mình muốn biết về một cái vấn đề gì thì mình không biết là nằm ở chương nào, đúng không? Ví dụ như là nó nói về cái class interface, mình không biết là cái ví dụ nó nằm cái chương nào sẽ nói về cái phần này, thì mình sẽ coi phần index, mình thấy cái nghĩa là nó nằm ở đây nè, mình click vào thì đây sẽ nhảy về, nó nói là một cái ví dụ đấy. Thì đây là cái cách, nghĩa là các bạn phải biết index là gì. Các bạn lên trên mạng, các bạn search, bạn đặt câu hỏi trên giờ giáo học là các bạn là cái index là gì ha. Thì các bạn xuống coi, bạn coi cái index này, các bạn thấy là những cái từ khóa mà trong quyển sách này nó sẽ nói tới, và các bạn sẽ có thể nhận thấy là những cái từ khóa này đúng là những cái mà mình đang cần tìm đó. Thì khi đó mình sẽ có nhiều động lực hơn là đọc quyển sách. Và sau đó các bạn làm cái gì? Các bạn quay trở lại cái mục lục ban đầu, các bạn coi thử là trong những cái mục này nè, nó có cái chương nào mà các bạn nghĩ là nó cực kỳ quan trọng và nó là cái xương sống, là cái mấu chốt của quyển sách này. Ví dụ như là ví dụ mình chạy lên, mình lên trên đầu đi, mình thấy có cái nói về cái software construction, nghĩa là cách mà mình xây dựng một cái phần mềm, thì có lẽ là cái này mình nghĩ thôi, mình nghĩ đây có thể là cái phần cực kỳ quan trọng của sách, hoặc là cực kỳ quan trọng đối với mình, thì tại sao mình không nhảy vào đó mình đọc. Mình đọc ít thôi, mình đọc tầm 5 7 trang, mình đọc từ trên xuống dưới, mình đọc từ điểm bắt đầu tới khoảng chừng 5 7 trang liên tục thôi, để mình coi thử là cái cách trình bày của ông tác giả này nè, nó có phù hợp với mình hay không. Tại vì đôi khi có nhiều quyển sách á nó hay nhưng mà đọc nó không vô, tại sao nó không có hợp với cái phong cách của mình, thì mình chịu thua thôi. Nếu ông tác giả này không biết khó hiểu quá thì mình tìm một quyển sách khác. Sau khi mà mình đọc xong một cái chương mà mình nghĩ là cái chương này rất là quan trọng và mình cảm thấy rất là được luôn, thì bắt đầu mình sẽ làm thêm một bước nữa. Nếu mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn có thể lật đại một cái trang nào đó, ví dụ cái trang này đi, và mình cũng đọc vài trang có thể là cái mà mình vừa mới nhảy tới vô tình thôi, mình coi thử là cái nội dung của nó có hay hay không, cách viết tác giả như thế nào, có phù hợp với mình hay không. Nếu mà cũng được nữa thì quyển sách này mình rất là đáng để mà mình đọc. Sau khi để giải quyết được cái khâu gọi là cái khâu kiểm tra thử quyển sách này có cần thiết, có đáng để mình đọc hay không, thì đâu mình vô mình đọc. Thì cũng như lần trước Đạt đã nói với các bạn là khi các bạn đọc một quyển sách, đặc biệt là quyển sách kỹ thuật, các bạn sẽ phải đọc quyển sách đó rất là nhiều lần ha. Thì trong trong cái ví dụ như mình có công lý là Đạt đọc vài lần rồi, không phải tất cả các chương là Đạt đều đọc cả. Một số chương là thích thì Đạt đọc, một số chương nào không thích thì không đọc, nhưng mà có một số chương là đọc vài lần tại vì thấy nó rất là cần thiết. Cho nên là khi trong lần đầu tiên các bạn đọc á, các bạn cứ đọc từ trên xuống dưới, chỗ nào không hiểu bỏ qua, chỗ nào không hiểu đọc bỏ qua, các bạn đọc xuống dưới, tại vì xuống dưới nó sẽ có cái để giải thích cái bên trên cho các bạn nghe. Thì cái này Đạt nghĩ Đạt đã nói cho các bạn lần trước các bạn coi rồi, và các bạn đừng có bị quá phân tâm vào cái gì, vào những cái ví dụ như là cái ghi chú ở bên dưới nè, rồi nó kêu là nhảy tới cái chương này để coi, nhảy tới cái chương kia để coi. Đừng đừng làm như vậy. Nếu mà các bạn làm như vậy thì các bạn mau quên vấn đề, hoặc bạn không hiểu là các bạn đang đang đọc cái gì, bạn cứ nhảy tùm lum, thì cái phần này đã từng nói với các bạn rồi ha. Thì ở đây các bạn chỉ cần một điều là khi các bạn đọc lần đầu tiên, các bạn đọc cảm giác là thoải mái, các bạn đừng có áp đặt với bản thân mình là tôi đọc lần này là tôi đọc một lần và đọc chết luôn quyển sách này. Đừng nghĩ vậy, các bạn nghĩ là tôi đọc một lần chỉ là để giúp cho mình biết được sơ sơ quyển sách này như thế nào, tại vì tôi có thể sẽ đọc lại quyển sách này một lần nữa. Ok, thì những quyển sách kỹ thuật và đặc biệt những quyển sách như Code Complete như thế này, các bạn xu các bạn đọc rất là nhiều lần. Và tiếp theo là như lần trước Đạt đã nói với các bạn một kỹ thuật để đọc, đó là các bạn dùng con chuột hoặc cái bút hoặc gì đấy, các bạn lia như thế này nè, để làm gì? Để ép con mắt mình nó phải đi theo cái điểm này, thì làm cho mình đọc nhanh hơn và mình làm cho mình đọc tập trung hơn. Nhưng mà các bạn đừng lia nhanh quá, tại mình đọc sẽ không hiểu. Mà bạn mình đừng lia chậm quá, nếu mà con mắt mình cảm thấy dễ chịu quá thì nó cũng đọc giống như mình, không 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 có cầm một con chuột hoặc cái bút để mình chỉ nó rồi, thì mình đọc chỉ nhanh hơn một chút với cảm giác ví dụ như bình thường mình đọc như thế này đi đấy, thì bây giờ mình có thể đưa nhanh hơn như thế này một chút thôi để cho con mắt mình nó phải đi theo cái cây bút đó mà nó tập trung hơn. Rồi thì đây là cách mình có thể tập trung hơn và mình có thể đọc nhanh hơn. Ok, nhưng các bạn nhớ một điều là không phải lúc nào mình cũng cần đọc nhanh cả. Tại vì khi các bạn đọc những quyển sách gọi là sách dạy đọc nhanh, các bạn cẩn thận. Khi đọc những quyển sách này nè, tại vì người ta cảm giác là mình phải đọc thiệt là nhanh. Không phải như vậy.
Tùy, có một số thứ mình cần đọc rất là nhanh, một số thứ mình không cần đọc nhanh mà đọc cực kỳ chậm. Ví dụ đi, các bạn đọc một cái tin giật gân về người mẫu ca sĩ gì đó lộ chỗ này lộ chỗ kia, thì các bạn chỉ cần nhảy đặt ngay cái chỗ mà bị lộ thôi, bạn đâu cần đọc mấy chỗ khác làm cái gì, đúng không? Thì mình ví dụ thôi, thì bây giờ mình đọc quyển sách này đi, có những cái đoạn mà mình biết rồi, mình phải đọc rất là nhanh, đọc tốc độ rất là nhanh, mình đọc có thể đọc 2-3 giờ một lúc hoặc một lần 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 đọc thì nhanh, nhưng mà những cái chỗ mà các bạn nghĩ là mình biết, mình đã hiểu, nhưng mà có một số vấn đề nó rất là sâu xa, mình cần phải suy nghĩ, mình sẽ phải nghĩa là mình phải đặt câu hỏi và mình phải tư duy, mình suy luận, thì có thể mình sẽ đọc đọc từ trên xuống dưới mà quay lại mình đọc lại như này. Lần trước mình nói với các bạn là khi các bạn đọc ha, khi mà các bạn mà đọc không hiểu, các bạn cũng cứ tiếp tục đọc, các bạn đừng dừng lại mà quay trên lên đọc lại liền. Tại vì sao? Đó là lần đầu tiên các bạn đọc, khi các bạn không hiểu thì có nghĩa là bạn không hiểu rồi, nhưng mà khi lần sau á, khi bạn đọc thì các bạn có thể quay trên nghiên cứu này kia, thì đó là một con câu chuyện khác nữa. Và trong trường hợp này nè, khi các bạn mới đọc thì các bạn rất là nhanh đọc, đọc để có hiểu thử được sách nó có cái gì. Tại vì sao như vậy? Tại vì nếu mà quyển sách nó khó đúng không, thì các bạn có thể chỉ có thể đọc được 50% quyển sách là các bạn đuối rồi. Có rất là nhiều quyển sách, giả dụ như bữa đặt mua quyển gì đây, Linux Kernel Development, đọc 50% là đã cũng nhức đầu muốn bứt rồi, nhưng mà ít ra đã đọc được 50% 50% quyển sách đó, còn hơn là không đọc phần trăm nào. Có nghĩa là đã đọc cũng khá là nhanh, có một số phần là không hiểu để cho nó ra đi luôn, nhưng mà đã đọc tiếp đọc tiếp đọc tiếp thì giờ đã đọc 50% rồi, thì có thể đã sẽ đọc tiếp 50% sau, hoặc có thể đã sẽ đọc lại từ 0% cho đến 50% quyển sách đấy, không thành vấn đề. Nhưng mà ít ra thì nếu mà đã chìa khóa đọc, nghĩa là cái nhiều chỗ đã không hiểu rồi vẫn tiếp tục đầu đọc thì đạt cũng đạt được 50% sách. Còn nếu mà đạt vô một cái mà nhiều cái chỗ khó ấy, không đọc cái gì, bỏ qua cái gì, thì thậm chí 10% đạt cũng không thể hoàn thành được. Thì đây chính là những cái điều mà đạt muốn nhắn nhủ các bạn về vấn đề đọc nhanh. Và đọc nhanh không có nghĩa là cái gì mình cũng đọc nhanh, mình chỉ đọc nhanh khi cái nào mà cái thông tin nó không cần thiết, và mình cần đọc chậm thì thông tin nó cực kỳ quan trọng và mình cần hiểu nó, cần suy nghĩ về nó, thì khi đó mình cần đọc chậm. À, được rồi, thì phần này thực tế ra thì nó cũng cũng phủ bao phủ lại cái video đầu tiên thôi, nhưng mà đã muốn làm rõ hơn một số vấn đề mà trong cái phần trước á, khi mà đã nói tới nó thì có 2 lý do. Thứ nhất là đạt đó là cái phần đầu tiên là cái phần trục trung, cho nên là cũng không nói nhiều. Cái lý do thứ hai là có nhiều cái là không chắc lắm, cho nên là cũng chưa thể nói với các bạn được. Nhưng mà bây giờ thì sau một thời gian, và đặc biệt là sau khi đọc quyển sách là How to Read a Book, đã nghĩ là đã cần chia sẻ cái điều này cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi. Thì khi mình đọc thêm phần mới, đặt cảm thấy hay, là sẽ làm một video nữa giới thiệu cho các bạn.